Mình chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì như tiêu đề ngày hôm nay á, là mình sẽ là chia sẻ cho các bạn về cái kinh nghiệm trồng dưa leo của riêng mình ha, cũng như là chia sẻ cho các bạn về cái cách ngắt đọt làm sao cho cái cây dưa leo của mình các bạn mà nó đạt được cái năng suất nó tốt nhất. Có nghĩa là trái nó nhiều các bạn, nó cái tỷ lệ mà bông cái nó nhiều hơn là bông bông đực. Và khi mà mình bán ra thì nó được có giá trị hơn. Thì đây là một cái vườn dưa leo cho mình quay cho các bạn tham khảo ha. Và cái vườn này là đang là lên vàng nha các bạn. Rồi thì mình sẽ nói cho các bạn nghe về cái cách ngắt đọt ha. Thì không phải là cái dây dưa leo nào mình cũng phải ngắt đọt đâu các bạn. Nó phải là tùy theo cái giống. Ví dụ như trên thị trường á, là nó có cái giống là đồng tiền vàng nè, giống trâu vàng nè, giống an phú nè, giống phù sa nè, giống sen vàng nè. Đó, như mình ở đây là mình trồng cái giống là sen vàng ha. Thì cái giống này các bạn là nó thuộc cái giống thường. Thì thông thường là mình sẽ không có ngắt đọt nhiều, mà mình chỉ là ngắt đọt cho những cái giai đoạn như ví dụ như là mình trồng vào những cái tháng mưa á, mà cái bông đực nó nhiều á, nó sinh trưởng nhiều hơn cái sinh thực á, thì mình mới là ngắt đọt cho nó ra những cái chèo, nó ra những cái chèo và ra những cái bông cái. Ví dụ như bây giờ nè, bây giờ bạn muốn ngắt đọt trên cây dưa leo, mà cái cây dưa leo bạn mà nó ra bông đực không á, thì bây giờ bạn hãy đếm cho mình là nó khoảng đâu là 7 đến 8 lá, rồi mình hãy ngắt đọt cho nó ha. Nó, bạn ngắt đọt như thế này là được rồi. Nó, bạn cứ ngắt đọt là được. Nhưng mà đối với những cái dây dưa leo mà nó ra bông cái thì mình sẽ không có ngắt đọt nha các bạn ha. Tại vì nó ra bông cái rồi thì nó ra quả rồi thì mình cũng không cần để ý chích tới nó làm gì. Nó, thì mình chủ yếu là mình sẽ là dưỡng chèo cho nó. Có nghĩa là một dây như vậy là mình để là khoảng là từ 3 đến 4 chèo là được rồi nha mọi người ha. Nó là cây dưa leo của mình là nó ra quả là cực kỳ là ok rồi. Mình chỉ là tập trung á, là mình xịt thuốc cho nó là phòng những bệnh như là vàng lá rồi rầy các bạn, nó rồi những cái con ruồi chích trái. Nó. Còn riêng về cái phần mà ngắt đọt đó thì có nhiều bạn là hỏi mình đó là trồng dưa leo có nên ngắt đọt hay không. Ở đây là mình nói thật cho các bạn luôn, nó là tùy. Ví dụ như bạn trồng những cái loại giống như là giống thường đó các bạn, mà nó vào những cái tháng mưa đó nó chỉ là phát triển cây thôi, nó không có là ra trái á, thì lúc đó thì mình mới tiến hành là mình ngắt đọt cho nó. Thì mình cứ canh là khoảng đâu là 8 lá là mình ngắt cho nó một cái đọt là ok. Và cái đọt này là phải là cái thân chính nha, chứ không phải là cái chèo phụ nha các bạn ha. Đó. Thì thông thường là những cái chèo phụ là nó ra khoảng đâu là 7 8 tấc á, thì mình mới ngắt nữa đặng cho nó thun lại và nó tập trung nó dưỡng quả. Chứ mà nó ra khoảng đâu là 3 4 tấc thì mình cũng không có ngắt làm gì. Đó. Mà khi mà nó ra trái mà nhiều rồi đó các bạn, thì bạn cứ để cho nó phát triển thôi. Mình chủ yếu là mình tập trung mình bón thúc cho nó. Bón thúc cho nó là cái phân 20 15 là chuẩn nhất nha mọi người ha. Đó. Đây các bạn, thì đây là cái vàng dưa leo được trồng trên cái mô hình là leo vàng nha nha mọi người ha. Đó. Và có phủ bạc đàng hoàng luôn. Thì mình sẽ là làm một cái video về cái mô hình là trồng phủ bạc, mình chia sẻ kỹ cho các bạn về cái cách trồng dưa leo ở những cái video sau ha. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh á, thì hãy đăng ký kênh nha mọi người, để mình khi mình ra video á, thì các bạn có thể là nhận được ha. Vậy hiện tại là mình đang chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề là trồng bí hồ lô, trồng cà pháo nè. Nó thì có nhiều bạn là hỏi mình về cái mảng là dưa leo á, thì mình mới là làm cho các bạn về cái cách ngắt đọt ha. Mình nói thẳng luôn thì ở ở đây á, là cái phần ngắt đọt á, là không phải là cái dây nào mình cũng phải ngắt nó, mình tùy vào cái tháng. Ví dụ như là trồng vào những cái tháng mưa á, thì thông thường là mình phải ngắt đọt. Còn những cái tháng nắng các bạn là hầu như là không có ngắt đọt luôn. Tại vì nó ra toàn là bông cái không, mình ngắt đọt làm chi. Với lại ví dụ như mình trồng vào những cái tháng nắng á các bạn, là những cái bệnh như là sương mai á các bạn hầu như là không có. Nó chỉ có vào những cái tháng mưa thôi. Cái tháng mưa các bạn trồng dưa leo nó tốt thật, nhưng mà nó không có trái, mình phải tập trung mình ngắt đọt nè. Và mình xịt bệnh như là sương mai này nọ đó. Sương mai thì các bạn có thể là xịt cái hàng Mad Hero ha. Nó cực kỳ là hiệu quả luôn. Các bạn không cộng bất cứ cái gì hết, xịt thằng Mad Hero thôi, hoặc là xịt thằng Aleus. Nó bạn xịt những cái loại thuốc đó, bạn thay phiên với nhau là cây dưa leo bạn nó phát triển là ổn à. Nó thì đây là một trong những kinh nghiệm của mình chia sẻ cho các bạn ha, để các bạn có thể là tham khảo ha. Đó.
Thì các bạn trồng dưa leo á, thì các bạn chủ yếu các bạn để ý những cái dây nào mà nó bị ốm tông á thì các bạn nên tỉa ha. Thường thường là ở những cái chèo ở dưới gốc á, các bạn tỉa cho nó sẽ ổn hơn. Bạn để cho những cái mà chèo mà nó sau này nó mọc ra thì các bạn nên dưỡng đó. Đó. Và nó ra, ví dụ như trái mà nó ra nhiều các bạn nó thì mà nó phát triển mà không được tốt á, thì các bạn nên ngắt đọt chèo cho nó để cho nó tập trung nó nuôi quả ha. Và cái phân bón thúc như hồi lúc nãy là mình chia sẻ cho các bạn đó là cái phân 20-15. Là cái phân này là cái phân ba màu các bạn. Đó, một bao khoảng đâu là 800 ngàn đó. Thì các bạn bón thúc cho nó ha. Đó, rồi bạn nào mà có điều kiện nữa thì các bạn hãy đi cái bạt nha mọi người ha. Cái bạt này nó rất là hay. Vào những cái mùa mưa các bạn mà các bạn bón phân là nó không có chạy phân. Nó còn như cái mùa nắng á, thì các bạn có thể bằng tủ rơm cũng được nữa ha. Thì mình sẽ dành thời gian mình chia sẻ cho các bạn về cái kỹ thuật là trồng dưa leo mà mô hình là phủ bạt ha. Còn có bạn hỏi mình á, là có giống dưa leo nào mà trồng cứ một mắt là ra một trái không, thì vẫn có nha các bạn ha. Các bạn nên trồng cái giống dưa leo là Babi á các bạn. Đó. Thì cái giống này thì thông thường là chỉ ở ngoài Đà Lạt là người ta là trồng thường thôi, tại vì người ta có cái nguồn thu, cái nguồn ra các bạn, người ta bán cho siêu thị đó. Còn như ở chỗ mình á, thì ở miền Tây các bạn là chỉ bán cho những cái thương lái là người ta lại mua thôi. Còn giá như cái thời điểm mình đăng cái video này đó thì bán tại vườn là 10.000 một ký nha mọi người ha. Đó, thì có thời gian thì nó rẻ hơn, nó chỉ có là 3-4 ngàn một ký thôi, cũng vẫn có ha. Cái giá dưa leo nó cũng thay đổi. Riêng về cái giống mà dưa leo Babi các bạn, nó thì các bạn không cần phải ngắt đọt chèo luôn, không cần phải ngắt đọt, mà nó cứ ra là cứ một nách lá như vậy là một trái. Còn dưa leo thường của mình đó các bạn thì nó năng sức nó không có bằng. Đó. Các bạn coi nè, cái này cũng ra trái nhưng mà nó ít nha mọi người ha. Đó. Ở đây là mình không có ngắt đọt đâu, ở đây mình chỉ tỉa mấy cái đọt chèo cho các bạn xem, sẵn làm video cho các bạn xem thôi. Chứ thực chất là cái giống mà sen vàng 639 của mình đang chia sẻ cho các bạn nè, nó cũng phát triển cực kỳ là tốt. Và ở quê mình là người ta là chuẩn cái giống này luôn. Đó. Thì các bạn có thể là mua giống mình ha, mình để đường link ở dưới đường mô tả hoặc là dưới đường bình luận đó, thì các bạn nhấp vào ha, mua hạt giống trên Shopee luôn. Và cái đường link mình chia sẻ cho các bạn là nó cực kỳ là uy tín ha, là các bạn trồng là nó sẽ lên. Còn những cái link khác mà của Shopee luôn đó mà các bạn trồng mà nó không lên là mình không có chịu trách nhiệm ha. Ở đây là mình chia sẻ cho các bạn là các bạn có thể là tham khảo mà các bạn mua ha. Đó, thì đây là vườn dưa leo đó, cũng khá là tốt nha mọi người. Đó thì mọi người mà xem kênh của mình mà có câu hỏi nào liên quan đến dưa leo đó hoặc là bầu bí gì đó thì mọi người cứ bình luận bên dưới ha. Thì rảnh thì mình sẽ trả lời cho các bạn hoặc là rep câu hỏi trả lời video cho các bạn luôn ha. Đó, thì đây là mô hình cũng khá tốt nha mọi người ha. Trồng dưa leo thì nó cũng ít bệnh, nó chỉ bệnh như là sương mai rồi sâu các kiểu các bạn, nó cũng dễ lắm lắm các bạn đó. Rồi thì video mình quay tới đây cũng như là chia sẻ cho anh em về cách ngắt đọt nó như thế nào đó, anh em nào thấy hay hãy like subscribe kênh của mình nha. Rồi mình xin được mến chào.